Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay tôi đã trở lại đây, trở lại một cách rất là bất ngờ với một tựa game cũng rất là bất ngờ. Đấy là một tựa game thuộc cái thể loại mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tôi chơi cái thể loại game này. Đấy là trò Machinarium thuộc thể loại phiêu lưu giải đố. Thì đầu óc nó không được thông minh lắm nên là tôi ít động vào cái thể loại giống như cái trò này. Thì đây là tôi mới thử vào có resume này là tại vì tôi thử vào tôi tạo một cái game xem là game nó có chạy mượt không thôi. Còn đã chơi cái gì đâu. Trò này là trò rất là nổi tiếng. Nó ra từ rất lâu rồi, từ những năm 2008 hay là 9 gì cơ. Tôi chỉ biết là nó kể về một con robot. Còn cái con robot này mình làm gì với nó thì tôi cũng chưa rõ. Vãi trưởng. Cái đầu này. Con này con gì? Ra làm gì? À, đây rồi. Lại thế nữa. Đây rồi, đây rồi. Đây là nhân vật của chúng ta. Mình chỉ có thể tương tác với lại những cái vật ở trong cái phạm vi mà con robot này nó có thể chạm tới. Đấy là cái vòng tròn vừa rồi. À, ra làm gì? À, cao lên này, thấp xuống này. Thiếu mất một chân một tay rồi. À, bây giờ mình phải đi tìm một chân một tay rồi. Con búp bê đang thiếu mất. À, giá đây anh thiếu một chân một tay. À, trên này có con chuột. À, à hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Cao lên này, với con chuột xuống, ăn con chuột vào. À, có thể thu thập những cái đồ này vào trong thùng đồ của mình và tương tác với nó. Rồi bây giờ làm gì? À, con này nó muốn có con búp bê. Mình cho đây của anh đây. À, ngon. Thằng này khá. Đây là cái gì? Chả kịp đọc gì cả. À, đây là cái hướng dẫn cho mỗi cái màn chơi này nếu mà mình thấy nó khó quá. Còn đây là cái gì? Đây là gợi ý à? À, cái tay ở dưới nước. Bây giờ mình chắc là mình phải rút cạn nước đi. Làm sao phải rút cạn nước đi? Điên rồi. Vãi. Lấy được nam châm. Giờ đi đâu? À, lấy được cuộn dây. Ăn như kiểu ăn mì Ý. À, có thể đây à? À, ra thế. Rồi, giờ làm gì? Ném dây đến đây chăng? Từ từ. Lắc đầu, lắc đầu. Giờ làm gì? Làm gì mà lắc đầu ngoậy ngoậy vậy? À, à, từ từ. Bây giờ làm sao cất được đồ vào? Như nào em ơi? Ơ, chết rồi. Bây giờ cầm ra không? Nó cứ lắc đầu này làm sao? Giờ không đi, không làm gì được cả. Như nào? Mày muốn gì phải nói chứ. Mà không muốn thì cũng phải nói chứ. Chết cha rồi. Chưa gì đã. À đây. Đây.
Hóa ra làm như thế để lại chỗ cũ. Chắc phải đứng ở tận đây. À, đạp phát nữa em ơi. Nó cứ lắc đầu vãi. Bây giờ làm gì? Chân này, thân này. Đi đây là kịch rồi, không không đi thêm được nữa. À, chắc là bây giờ phải à đây. Ai là thế. Nhanh em ơi. Sành điệu phết nhỉ. Rồi. Ngon. Tôi được một cái achievement là survival. Thế giới toàn robot. Đây, con này là con gì? Có trong chóng tre của Doraemon này. Bây giờ mình đang đi đến một tòa lâu đài. Anh ơi, em chào anh. Vãi. Hạ cổng xuống cho đại ca. Rồi. Hay là bây giờ mình cũng sẽ phải bảo thằng này nó hạ cổng xuống để mình đi qua đây. Anh ơi, em chào anh, cho em qua. Vãi trưởng. Lắc đầu ạ. À, mình robot kiểu như mình là không được qua. Giờ sao? Ai dạ. À, cái này để làm gì? À đúng rồi, đội đầu. Ngon. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. À chết, quên quên, phải cao lên đã. Anh ơi, cho em qua với. Mẹ vẫn lắc đầu, vẫn không giống. Đùa nhau à? Phải làm sao? À, hình như đây có sơn này. Thử cho này vào sơn lên nào. Rồi. Ô, đây có cái bóng điện này. Trèo lên thử xem. Lên đây là hết cỡ rồi. Làm sao phải lên được nữa nhỉ? À. À hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đây. Lên tiếp. Ngon. Tưởng gì ba cái trò giải đố đơn giản. Cần nữa rồi. Ô rồi. Ơ à. Vãi, cứ đau không em? Rồi. Ơ à. Sao lại không được? À, hay là như này, đội cái này vào trước. Sau đó mới gắn cái này lên trên. Thế phải làm sao? Muốn gì thì phải nói chứ. Thế nào nhỉ? Không được. Xem còn thu thập được cái gì không. Mèo
Mà như cái mũ kia của bọn kia nó màu xanh cơ mà nhỉ. Đây là không quay được về rồi. Như nào đây? Từ từ, tôi thử ra xem có lấy được cái thanh sắt. Giờ không lên được đây nữa rồi. Hết tác động được rồi. Tôi hiểu rồi. Cái đèn này nó dài. Bây giờ mình phải gắn cái đèn này vào đầu trước. Trên đầu có cái lỗ kìa. Đấy. Thông minh vãi chưởng. Đây rồi. Rồi, bây giờ có cho anh ra, có cho anh sang không? Em chào anh. Chào đồng chí. Hạ cổng xuống cho tôi. Vãi. What the? Trên đây có hai con chim. Chim ơi. Nào, giờ phải làm sao? Nó bảo mình làm gì ấy nhỉ? Phải sơn thành màu xanh. Tức là bây giờ mình pha cái này nó thành màu xanh. Lấy cái gì để pha nó thành màu xanh nhỉ? Lấy cái sơn ở đây à? Thử xem nào. Những cái này nó cũng không nói rõ cho mình là cái gì tương tác được, cái gì không tương tác được. À đây. Đùa chứ. Chơi thế ai chơi. Đây. Xanh chưa. Anh còn muốn như nào nữa. Quá là xanh luôn. Nhưng mà nhìn nó vẫn cứ hơi nhờ nhờ. Không biết là có được không? Thôi thử đã. Anh ạ. Cho em vào không? Thế nào? Ok. 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 Từ từ. Hạ thấp xuống mà đi cho nhanh. Thế nào cũng đập đầu đây. Nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ngủ lắm em ạ. Giờ sao? À đây, cấm robot đây. Chắc là mình phải đi vào trong đây. Thử quay ngược lại đây nào. Mở cổng anh ơi. Là như nào? Cứ lấy cái này đã. Bây giờ mỗi lần mình gạt cái này là sẽ có một cái xe nó đi xuống. Đi đến đây xem nào. Không, mình không đi được vào đây. Cái đường này là đường, đường ray của. Chỉ đi qua đi lại đây thôi. Đây có cái gì này. Là như nào? What? B. Là như nào? 5. Hình như mình phải làm cái gì để mình lấy cái này này. 1 xem. A. Cái này nó ra đây. Từ từ. Tôi lên tôi gạt thử cái này xem nào. Có gì thay đổi không?
Xem cái này của mình có dùng để làm gì được không? À, tôi hiểu rồi. Đây. Đây anh em nhìn này. Tôi hơi bị thông minh đấy. À, phải cao lên chứ. Đấy. Xong rồi. Từ từ. Túm vào đây. Túm vào đây em ơi. Xong mẹ đây mà không túm được nhỉ? Từ từ. Đây là cao hết cỡ rồi. Hay là phải ra đây? Từ từ, lại lần nữa nào. Tôi chắc chắn là phải What? Gắn này vào đây làm gì? Tổ sư. Bây giờ như nào? Ngu rồi. Như nào nhỉ? Ngu quá đấy. Đấy là lý do tôi không chơi thể loại game này đấy anh em ạ. Từ từ. Để tôi thử ra nào. 1 1 A. Đây là nó là A B C D E, đây là 1 2 3 4 5. Đây là nó tương đương nhỉ? Bây giờ thử thử 1B xem nào. Thử 1B xem có gì khác. À. Thử 1C xem nào. Nó càng ngày nó càng cao, tức là đây là hàng số 1 này. Hàng số 2 này, anh em nhìn có cái vết nước nó chảy này. Hàng số 3, 4, 5. Còn từ trên xuống dưới là tương đương với, à từ dưới đến trên là tương đương với A, B, C, D, E. Thế là tức là bây giờ mình cần nó là 2A. 2A nó sẽ vào lỗ này. Đấy. Đây, thế là mình cần nó xuống 2 này. 3, 4, 5. Năm A. Nhưng mà ấy mất cái que này rồi. Nhưng mà như này có vẻ là mình sẽ túm được ấy. Túm ở đây em ơi. Vẫn xa quá à? Không hiểu tự nhiên lại gắn cái đây. À đây. Ồ. À, hóa ra tác dụng của nó ở đây. Từ từ. Tôi thử cho nó xuống một cái nữa xem nào. Đây cho nó sang đây đi. 4 Đây, thử xem có túm được không. Không hiểu nhỉ. Cái này nó có gợi ý gì cho mình hay không? Làm sao để lấy được cái này? Từ từ, tôi cứ thử gạt cái này xem nào. Khổ thế. Đầu tiên là tôi tưởng phải dùng cái này để túm một cái này xong rồi trèo ra đây, nhưng mà hóa ra là không phải. Hay là từ từ tôi xem nó có lấy được cái gì ở đây nữa không. Cái trò này hình như là những cái tương tác được ở quanh phạm vi của mình là nó có cái hình cái bàn tay robot chỉ này. Ở đây không có bàn tay robot chỉ. Đây như này thì mới được. Tức là phải đúng ở trong cái phạm vi nó có thể chạm được hay là nó có thể làm gì được thì nó mới hiện ra bàn tay. Đây nhá, ví dụ như cái này đang đứng như này nhá. Mình không tương tác được cái này.
Thì nó không hiện bàn tay, nhưng mà mình xuống như này là nó hiện bàn tay. Đó. Thử cho về 3 xem nào. Đây, đây cái 3 này nó là thẳng đây rồi, chắc là với được ấy. Thử xem nào. Vẫn không được. Ở đây tôi không tương tác được gì với mấy cái này cả. Thử ra nào. Cho em lên này. Không được. Để cho về chỗ này ra nào. Hình như là vừa mình cho là hai. Thử cho B ra nào. Đúng rồi. Có gì khác không? Chả hiểu không? Một e thế nào? Kéo. Đây nó không cho mình cái gợi ý gì cả. Đây, rõ ràng đây đúng không? Lại cho về một A xem nào. Rõ ràng là cái gợi ý là mình phải túm lên trên. Mà túm kiểu chó thì được. Từ từ. Tôi sẽ cho nó ra tận 5E xem nào. Năm là kịch ở ngoài này rồi. 5A, 5D xem nào. Không được. Chắc chắn là chỉ có đây, đây là gần nhất rồi. Mà nó không với được. Hình như là tại vì tôi gắn trừ cái này vào đây mất rồi. Zoom to lại để làm gì? Bó tay đấy. Ngay từ đầu đã bị stuck này. Đó là mình ngu thật. Ba đi. Tôi thấy là nếu mà nói là ở gần thì cái A3 này là gần nhất rồi. Không hiểu ý nghĩa của cái xe nó chạy ở đây để làm gì. Nó chạy qua nhanh lắm. Lúc nó chạy là mình không kịp làm gì luôn, mà mình lúc nó chạy thì mình cứ đứng yên thôi, mình không tương tác được. Cái xe nó chạy qua nó có cái tác dụng gì đâu nhỉ? Ai chẳng biết là leo ra để lấy, nhưng mà tại sao lại không leo lên được? Ở đây chả còn lấy được cái gì để tương tác nữa cả. Không.
không đi được vào đây. Ôi giời ơi. Tôi xem hướng dẫn này. What the hell? Là như nào? Lại phải chơi mini game để ấy à? Đùa nhau à? Lại còn bắn được ạ. Rồi, hiểu rồi. Giờ như nào đây? Đùa chứ. Piu piu piu. Đều nhỉ? Ui, chỗ này có vẻ khó này. Khó quá. Rồi. Chết đi. Như nào? Chả hiểu mình đang làm cái trò đồi bại gì. Mẹ. Con này nó có nhảy vào đầu mình không ạ? Không nhảy, may quá. Đây rồi. Khóa tra vào lỗ. Sao nào? Ở đây là 2A. Ấn nút. Cắm cái này vào đây. Cao lên. Túm. Mẹ kiếp. 2A. Tư duy của tôi đúng rồi còn gì. Mẹ rõ ràng là mình có chọn 2A mà. Bịp à? 100% là tôi đã có chọn 2A rồi. Mẹ phát này 2A mà được mà mình không lên được là game lỗi vãi đái á. What the? Mẹ bịp à? Mẹ rõ ràng là mình chọn 2A rồi. Bó tay. Vừa chọn 2A rồi không được. Nó không phải tôi ngu đâu nhá, anh em, mà là do game nó lỗi nhá. Rồi. Theo cái hướng dẫn vừa rồi thì là mình sẽ cắm cái này không đây. Đúng nhỉ. Đây, vứt đây đi. Nào. What the fuck? Lại. Hình như là mình đặt nhầm bên. Đặt bên này thì cái xe nó mới lộn sang bên kia. Vừa rồi là nhầm bên nên là xe nó hất sang bên kia. Nó văng vượt mất. Đấy. Rồi. What the fuck? Xong. Nào, bây giờ sao? Có lẽ hôm nay tôi quay lại với một video ngắn ngắn thôi. Đây là một thể loại game nói chung là tuy là phải suy nghĩ nhiều ấy, nhưng mà tôi thấy là nó cũng khá là thư giãn. Hy vọng là anh em thích tựa game này và anh em sẽ lại quay trở lại ủng hộ tôi trong việc là tiếp tục chơi game, làm sao mà đưa đến các cái tựa game nói chung là nó cũng không quá là phổ biến trên thị trường này, nhưng mà biết đâu lại có những anh em thích các cái tựa game đấy.
Và mong anh em like, share và subscribe, ủng hộ, tiếp tục ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.